Đây là thẻ thương binh của anh đúng không ạ? Thẻ thương binh này thì rất là đặc biệt, được làm vào năm 83 và trong này có ghi là nguyên quán là Phèn Đen, Kompong Thom, Campuchia. Sự kiện khiến cho hơn 250.000 người gốc Việt cùng một lúc trở về nơi mà có thể cụ cố của họ đã từng sinh sống, còn họ thì chưa bao giờ đặt chân đến. Chính là vụ đảo chính của Lon Non Sirik Matak nhằm vào quốc vương Campuchia Sihanouk tháng 3 1970. Những di tích của cố mình chả biết được. Khi bỏ mắt là bà 90 tuổi rồi, ở trên miên, sanh đẻ trên miên, giờ chết cả trên miên. Thì cũng gãy, gãy măng tầm bậy tầm bạ luôn rồi. Cuốc, không biết cuốc vô cẳng không. Bây giờ ở với mấy bè nuôi gì ở tàn lan tá lã chân à. Có gia đình 4 em, 5 em, 3 em, giờ đây lo học được 1 em. Về hết gia đình, chồng con đội về hết. Thì cũng trong cái sớm nó cũng về chung ở đây đầy. Ở tôi đừng có theo chồng là chạy chừng tháng nữa thì thôi, ở bên ba mẹ tôi thì có chết chết chung rồi, đâu có khổ gì nè. Nếu mà điều kiện á mà kinh tế nó có khá khá đó, có tiền nhiều á, tôi tính coi bên Campuchia lần nữa đó. Qua bên đó phải ở một vài tháng tôi mới tìm. Tìm được tiền để mà đi về dưới tìm anh chị nữa thì ở dưới đó người ta đi mất tiêu hết trơn. Trời ơi,